Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với ông Hồ Văn Trung Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn Trang Group. Xin chào anh Trung trở lại. Dạ, chào. Vâng, thưa anh, là hồi nãy giờ chúng ta nói về những cái ước mơ, như những cơ hội, những cái thay đổi. Bây giờ tôi muốn hỏi anh là cái cuốn sách của anh là cái chữ thử thách in lớn nhất. Dạ. Gian truân chỉ là thử thách. Dạ. Vâng, thì là thực sự gian truân cũng là thử thách. Vâng, chữ thử thách là lớn nhất. Như vậy thì hỏi một câu nó hơi chung, có nghĩa là trong cuộc đời anh gặp rất là nhiều cái gian truân, rất nhiều cái thử thách. Thì bây anh nhìn lại cái thử thách nào là cái mà anh không thể vượt qua được? Câu hỏi nó cũng khó dữ ha. Có thể nói về tất cả bởi cái tấm lòng. Cái mà thử thách mà tôi né tránh nhất là những cái giai đoạn mà của năm 1990 đấy. Và tôi nói 95 đến 15. Tôi không đi vô Việt Nam sâu. Và chính cái đó là cái đã giúp cho tôi tránh được tất cả những cái phiền toái. Và nhờ cái đó mà tôi đứng vững. Vâng. Thì nếu thật nói ngoài cái đó thì hoàn toàn nó không liên hệ tới trong sự nghiệp. Nhưng mà đó là sự thật. Thì trên thương trường đó thì anh cũng gặp rất là nhiều gian nan thử thách. Yeah. Cái thất bại đầu tiên của anh ở Phi Châu chẳng hạn. Thì, yeah, thì cái thử thách đó anh đã vượt qua như thế nào ạ? Cái hai cái thất bại lớn trong cái sự nghiệp toàn cầu hóa đó là cái ở Phi Châu và cái ở bên Pháp. Cái Phi Châu là cái mà tôi chủ quan quá, vì tôi nghĩ rằng ồ, đó là một cơ hội. Cái cơ hội Phi Châu hoàn toàn rộng mở lớn lao quá và mình phải đột phá. Nhưng mà khi tôi qua đó là tôi đã bị thất bại, bởi vì yếu tố con người, mình đã sử dụng không đúng con người. Mình đã thiếu cái sự nghiên cứu về cái tình trạng an ninh, cái cách hành xử, cái văn hóa kinh doanh của cái dân bản xứ đó. Cái đầu tiên ở Phi Châu là anh đã tới Nam Phi hả anh? Dạ, tôi tới Nam Phi, ở Johannesburg. À, và tôi làm việc ở đó. Tôi đi cũng khá nhiều về Nam Phi. Và tôi nhìn thấy rằng, phải nói là cơ hội tiềm tàng lớn. Nhưng mà thiếu cái yếu tố nghiên cứu về cái văn hóa kinh doanh, cái cơ chế tổ chức ngân hàng cũng như là hoạt động kinh doanh của dân bản xứ. Còn cái thử thách ở Pháp là như thế nào anh? À, cái ở Pháp là cái chính là cái ngôn ngữ. À, ngôn ngữ. À, tôi nhớ rằng là hồi đó tôi đã có một ít tiếng Pháp rồi. À. Thời mình học có tiếng ngữ 2. Học và tôi đã sử dụng là tiếng Pháp hồi đó được rồi, nhưng mà nó không được trôi chảy lắm. Và tôi nhớ là năm đó là tôi 53 tuổi, 54 tuổi là tôi, để khắc phục cái đó, tôi trở lại Alavance, tôi học tiếng Pháp vào cái tuổi đời đó. À. Tuy nhiên, cái tiếng Pháp học để mà nói chuyện nó khác cái tiếng Pháp, cái ngôn ngữ để mà kinh doanh. Do đó, cái hàng rào ngôn ngữ nó bị giới hạn và mình bị lệ thuộc một cái cộng sự. Và chính cái ngôn ngữ đó nó làm cho tôi bị thất bại. À. Và đó là cái thất bại thứ hai. Nhưng mà cũng may là tôi xây dựng cái nền tảng của Úc vững vàng. Nhờ vậy mà nó trang trải được tất cả những cái thua lỗ của Pháp trước khi tôi gây dựng thành công ở bên Anh. Vâng. Yeah. Như vậy thì cái thử thách bên Anh là như thế nào? Và anh vượt qua và anh thành công như thế nào? Tình cờ là tôi đi tìm một cái, trong cái chiều hướng phát triển đó tôi tại Anh. Mà để cho thành đạt, để cho an toàn nhất là tôi gửi những cái chuyên viên từ bên Úc, những người dày dặn bên Úc đi qua bám trụ ở bên Anh và xây dựng trực tiếp ở bên Anh, không qua bất cứ một cái người nào hết. Và điều quan trọng nhất là tôi đã có backup, có nghĩa là tôi đã có cái thế hệ thứ hai chuẩn bị để mà tiếp quản. Vì vậy mà cái công việc bên Anh nó trôi chảy hơn, vì thế hệ thứ hai là thế hệ sinh trưởng tại người Quốc. À, rõ ràng là cái văn hóa của Úc và văn hóa của Anh gần như là tương đồng. Gần như tương đồng. Gần, yeah, kể cả cái địa danh á. Yeah, địa danh ở Anh là nó áp dụng ở Úc luôn. Yeah, yeah. Bây giờ quay trở lại cái thử thách tại Việt Nam thì, yeah, ban đầu anh vào và anh cũng là mở ra một cái công ty cổ phần. Yeah. À, tuy nhiên có hùn hợp của nhiều người Việt Nam khác. Yeah. Trong cái người Việt Nam mình họ kêu là hùn thì dễ mà hạp thì không dễ. Yeah. Yeah. Như vậy anh rút ra gì cái thử thách ở đây ạ? Thật ra thì ở Việt Nam là tôi chỉ không có nhúng vô sâu những cái giai đoạn đầu. Vâng. Giai đoạn đầu thì bà xã tôi liên kết với người ta hùn hạp. À. Thì hẳn nhiên là trong đó có những cái khúc mắc ở trong cái hùn hạp. Nhưng mà sau cùng thì bà xã cũng giải quyết xong.
Tôi chỉ nhúng vô khi mà bà xã bà bị bệnh và bà về Úc thì tôi nhúng vô trực tiếp điều hành. Thì cái mà khó nhất của Việt Nam vào giai đoạn đó và có lẽ còn tiếp tục là tất nhiên nhân sự là cái con người. Tôi có ghi ở trong cái cuốn sách là khi tôi vào thì tôi cho nghỉ hết. Từ giám đốc, kế toán trưởng cho đến nhân viên lãnh đạo tôi cho nghỉ hết. Và tôi thay hoàn toàn lại mới hết. Khi tôi giao một cái công việc cho một người Úc, câu hỏi của tôi là anh có làm được không? Thì người Úc trả lời, yes, I can do it. Là vâng, tao làm được. Nhưng mà tao cần thêm thời gian, tao cần thêm cái này. Đó là văn hóa của người Tây Phương. Cùng một cái câu hỏi, tôi hỏi một anh nhân viên Việt Nam là anh có làm được cái công việc này không? Thì câu đầu tiên thì anh Việt Nam trả lời là không, tôi làm không được. Bởi vì tôi thiếu cái này. Đó là một cái tư duy rất quan trọng, cái tư duy tích cực mà mình không có. Và tôi nghĩ cái đó là xuất phát từ cái niềm tin. Cái niềm tin là cái người công nhân, nhân viên khi họ làm thì họ cứ nghĩ là họ là nhân viên, họ làm lãnh lương, họ không quan tâm tới cái công ty. Nhưng mà họ không biết rằng cái quyền lợi của họ là do cái sự đóng góp của họ trong công ty và họ sẽ được thừa hưởng một phần nào đó của công ty nếu công ty thành đạt. Họ mất cái niềm tin đó. Thì ngược lại ông chủ cũng có mất cái niềm tin là tôi là chủ. Vậy thì tôi, cái gì cũng quyền của tôi, cái gì của tôi hết, anh không được quyết định cái này của cái kia. Thì đó là cái mất niềm tin. Và cái đó tôi cho là một trong những cái khó nhất ở trong Việt Nam. Thì tôi cũng có gặp nhiều là nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà người nước ngoài Việt Nam họ cũng nói như vậy. Người nước ngoài thì họ không, họ tự độc lập cho nên khi họ làm thì họ nghĩ ra cái cách làm sao tạo ra nguyên liệu, làm sao là tạo sáng ra phương tiện, phải cần sự sáng tạo để mà hoàn thành cái sản phẩm. Anh có tin rằng những cái thói quen này có thể thay đổi được không? Tôi tin rằng là phải được. Nó xuất phát từ cái vấn đề giáo dục từ trường học, giáo dục từ xã hội. Để cái đứa trẻ nó lớn lên, nó phải có cái niềm tin. Cái niềm tin đó cho họ mới triển khai phát huy hết cái khả năng của họ. Không phải là niềm tin từ bản thân họ, mà họ phải niềm tin từ những người xung quanh họ, những người cộng sự, những gia đình. Và họ tin vào những cái chuyện trong xã hội này. Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta phải có một cái niềm tin. Và cái chuyện đó là chuyện lớn. Cái chuyện đó tôi nghĩ rằng mình có thể nói một vài phút đây, có lẽ nói không hết. Nhưng mà tiêu chung lại là phải có sự giáo dục. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với ông Hồ Văn Trung, nguyên chủ tịch tập đoàn Trang Group. Xin quý vị đừng thay đổi kênh truyền hình để chúng tôi còn quay lại với phần 5 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.